Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Ngọc Thảo sẽ gửi tới cho tất cả mọi người một cái đầu CD kiêm MD và có thể làm chức năng giải mã rời từ trên YouTube xuống để nghe nhạc luôn nha mọi người. Đến từ thương hiệu Marjan và từ Nhật cập đến tại Ngọc Thảo Audio Sài Gòn. Với cái ngoại hình rất là đẹp nhưng mà cái mức giá chỉ có vài triệu đồng mà thôi, ai cũng có thể mua được hết á. Và chút xíu nữa thì Thảo cũng sẽ test nhạc trực tiếp từ đĩa CD này, đĩa MD này, cũng như là cái chức năng giải mã rời để cho các bác anh thấy là nó hoạt động hoàn hảo và nó rất là hay luôn nha mọi người. Thì mọi người thấy này, Hảo đang cầm ở trên tay cái đĩa MD. Thì bác và anh nào ở nhà chúng ta chưa có cái đầu CD cũng như là chưa có cái đầu MD nhưng mà muốn tìm kiếm một cái chiếc đầu để mà trải nghiệm thì mọi người nhanh tay rước cái em này về, bởi vì thật sự mọi người là nó rất là thú vị luôn. Cái đĩa MD chút xíu Hảo sẽ test trực tiếp cho các bác anh thấy, thật sự mọi người là nó rất là hay. Đây là một cái phát minh của hãng Sony được ra mắt vào năm 1992 nhưng mà hiện tại nó không được sử dụng rộng rãi ở trên thị trường, bởi vì là nó liên quan đến cái vấn đề bản quyền của nhà phát hành đĩa. Vì cái đĩa này nó có thể sao chép và ghi y chang như cái bản nhạc gốc vậy đó, còn cái CD thì nó không làm được điều này, nên về tính chất bản quyền của nhà phát hành đĩa nên nó không được sử dụng rộng rãi nữa nha mọi người. Nhưng mà nó cực kỳ hay luôn, nên bác và anh nào mà chưa có trải nghiệm bao giờ thì cũng nên thử để cho mình cảm nhận nó như thế nào nha mọi người. Và cái mức giá ngày hôm nay Hảo gửi tới cho cái model ngày hôm nay là Marjan 6200 với mức giá chỉ có 5 triệu 300 nghìn đồng thôi. Và từ Nhật về ngoại hình nó rất là đẹp luôn. Bây giờ thì Hảo sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem. Mọi người thấy này, cái ngoại hình của nó sở hữu cái màu vàng rất là đẹp. Cái remote này là cái remote riêng luôn nha mọi người. Mọi người thấy này, đó cái remote của nó và cái màu rất là đẹp luôn. Thật sự với mọi người là Hảo rất là ưng ý. Và Hảo về đâu cũng được là mấy con, thì con nào cũng đẹp hết, nên các anh yên tâm. Với mức giá chỉ có 3 triệu nhưng mà có đầy đủ tất cả các cái chức năng để cho chúng ta trải nghiệm thì vô cùng thú vị luôn nha mọi người. Rất là rẻ. Thì mọi người thấy này, Hảo đã kết nối từ trên YouTube xuống, chút xíu Hảo cũng test luôn. Thì nó sẽ có bên này là cái khay để nó đọc đĩa MD này, chơi đĩa CD. Còn bên này khay để chúng ta chơi đĩa CD MD nha mọi người. Bên kia là CD, bên này MD. Và cái nút này là nút để chuyển bài. Đó, mũi khay thì nó sẽ có phía dưới những cái chức năng riêng ở dưới này, có cái màn hình hiển thị cho chúng ta rất là đẹp luôn. Quay mặt trên cho các bác anh xem này, đó mọi người thấy chưa, về cái màu nó rất là đẹp luôn. Và bên này là cái model của nó, đó là Marjan đây, CM6200 từ Nhật về Made in Japan. Qua đằng sau cho các bác anh thấy luôn nha mọi người. Mọi người thấy này, đó nó tuyệt đẹp luôn. Phía sau đây được sản xuất hoàn toàn tại Nhật luôn nha mọi người. Đây mọi người thấy này, Made in Japan, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật. Đó, điện của nó là từ Nhật về nên là 100V nha mọi người. Thì dây nguồn ở bên này, còn qua bên này này, bên này là những cái jack bông sen có cổng optical in để chúng ta làm giải mã rời luôn. Và đặc biệt á, cái con giải này, cái con này nó làm giải mã rời không cần đĩa mồi, nên nó sẽ rất là chất lượng, rất là hay luôn. Thường thường á, có kèm theo mới đi á, thì làm giải mã thì nó sẽ là có đĩa mồi, nhưng mà cái này là không cần đĩa mồi luôn nha mọi người, nên nó cực kỳ hay luôn. Và bây giờ thì Hảo sẽ test nhạc trực tiếp cho các bác là anh nghe luôn nha mọi người. Đó, bây giờ test cái đĩa CD trước nha mọi người. Thì đĩa CD mọi người thấy này, Hảo đã bấm qua cái phần CD, bây giờ Hảo bấm mở ra này. Đó, xong rồi mình bấm vô đọc đĩa cực kỳ nhanh luôn. Đọc đĩa rất là nhanh luôn nha mọi người. Play cái chất âm rất là hay. Thank you.
lượng luôn. Bây giờ thì Hảo sẽ chuyển qua cái MD nha mọi người. Thì MD bây giờ Hảo mở điện, mọi người thấy này, cái MD nó có rất là nhiều những cái ưu điểm hơn so với là cái đĩa CD. Nó cả có cái lớp nhựa bọc ở bên ngoài như vậy, nó chống trầy rất là tốt luôn. Nhưng mà do về bản quyền này kia nên là người ta không có xài rộng rãi nữa nha mọi người. Đó. Vì nó sao chép, nó cái chất lượng nó y chang cái bản gốc luôn. Cái này CD không có làm được, CD chúng ta sao chép chỉ có 8-10 thôi. Còn cái này là nó y chang cái bản gốc. Rồi bây giờ thì họ sẽ bật nhạc đó. Thank you.
người thấy là nghe trên YouTube xuống thì cái chất âm của nó cũng rất là ok, và với một cái chiếc đầu CD kia mà đi và có thể làm giải mã rời cái ngoại hình đẹp như vậy với mức giá chỉ có 5.300.000 đồng thì thật sự mọi người rất là đáng để chúng ta trải nghiệm chơi nha mọi người. Và bác và anh được lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình với mức giá chỉ có 5.300.000 đồng mà thôi.